Nay mấy anh em qua kiển Phước Vinh đi khai thác hai cây bách hoa tiên tử vậy. Lá nó giống như giống lá còng. Cái bông nó đẹp lắm quý vị. Bông nó từ đây nè. Nó mọc thẳng lên, xong nó tủa ra hai bên. Mùa này nó không có bông, mùa này nó ra trái. Trái nó như vậy đâu quý vị, nó có hạt nhưng mình ương nó không có lên. Cái hạt nó là gì, nó xít nè, trên ngón tay nè. Hạt nó tròn tròn. Cây này là nó ở bên Úc đó quý vị. Nó giờ hạ xuống khai thác làm gì. Đẹp vậy đó. Rễ như cái đẹp vậy. Ừ. Thì nó dầu hỏi lắm nè. Cây này nó cũng lâu năm lắm. Mấy chục năm hết rồi. Cây này mà tới mùa mà live stream là mấy đứa nhỏ lại chụp hình. Nhưng mà đem về quán cà phê là nữa nó ra bông là đẹp đó ha. Không hút khách ha. Bởi vì em mới đầu tư. Năn nỉ quá trời luôn. Đi hết miền Nam mà không thấy cây nào nữa. Có rồi, cây giống nước ngoài mà sao có. Đẹp quá cũng khổ. Đào cỡ 500 kg được rồi quý vị, bự quá nó câu gãy cẩu nữa. Đào chứ 10 triệu cũng phải đào chứ. Tự sửa chữa luôn à. Tự nhiên ngạt xong. Cái cây kia là nó có một cây gì lạ lạ dính chung cắt bỏ. Phải có cái bông nó mới đẹp ha. Đâu có thấy bông. Hồi trước Tết gì á. Trước kia rồi, sáng trước mình đi đào bên quận 10 cửa. Thấy không, thấy bông? Ừ, mình đi ngang á. Đẹp lắm. Đợt đó không có chụp cái bông rồi. Ôi mấy đứa nhỏ nó chụp hình quá chừng luôn mà. Hả? Lúc mùa bông á nó lại nó chụp hình quá chừng luôn hả? Trời ơi, đám cưới cũng lại chụp, cái gì cũng lại chụp, ai cũng lại chụp chứ. Đi đường là lấy cảnh nó chụp hình đó. Nó giống như một cái cây gì nổi tiếng ở ngoài Bình Thuận mà cây nào mà mọc kế bên lại đường mà bông một tím túa vậy nè. Rồi ở các tỉnh nó đổ về livestream đi phượt á lên đó để chụp hình. Ừ. Cây này giống như vậy. Giống hệt luôn à. Người giờ mình đặt nó là bách hoa tiên tử à? Đúng rồi. Đúng tên. Cái tên tiếng Anh đó là tên khác. Cái tên đó tên tiếng Anh đó mà. Này mình lấy tên tiếng Việt Nam à? Đúng rồi. Hồi xưa em chở thức ăn á, đi ngang đây là phải ghé chụp hình. Mình phải bán thức ăn mà. Đang làm cái con gòm, con gòm. Chỗ này nó cũng tiện gấp ra nè, cẩu nó đút vô là nó ghim lên nè. Ừ, sát bên cầu. Sửa được rồi. Cắt cho khúc đi. Thấy nó lộn vô. Đúng không? Cưa này hồi sáng cưa ngon lành lắm mà. Thổi mạnh lên. Mạnh ra cục nó mới mà. Còn nó không ra nữa quăng xuống cầu đi. Rồi.
Tại hôm mới 6 triệu xài hết hả? Xài chắc được 2 bữa quá. Rồi giờ quay qua ăn tỏi hả? Giờ thấy ăn đâu 3-4 củ tỏi gì ngày á. Thích tỏi ngon. Vợ thì ăn chay, người cho ăn tỏi không à? Chồng thì ăn mặn, đè đạp tối ngày. Mấy anh em bữa nay đào chắc tới 2 giờ chiều mới xong á. Đến lát nữa mình quay thêm một đoạn cây hoàn thiện.